chào quý khán giả đến với phần 32 chương trình Việt Nam quê hương tôi. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần này, Phan sẽ giới thiệu đến quý vị diễn tiến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lịch sử. Kính thưa quý khán giả, dưới ách đô hộ của nhà Minh, dân chúng vô cùng khổ sở. Trương Phụ tàn sát những người lính theo quân khởi nghĩa và cả dân thường rất tàn bạo để khủng bố tinh thần người Việt. Tinh thần chống đối của người Việt lúc này đã lắng xuống khá nhiều. Một lớp nhân tài nổi lên chống đối trước đây đã bị tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa. Một số cuộc khởi nghĩa chống Minh vẫn hoạt động nhưng lẻ tẻ và không có khả năng mở rộng. Trong bối cảnh đó, Lê Lợi đã đứng lên khởi nghĩa ở Lam Sơn. Ông vốn là một người có chí lớn và khẳng khái, đến mức chính quyền đô hộ nhà Minh hứa sẽ phong ông làm quan ở ngay phủ Thiệu Hóa quê ông. Để cho giặc Minh khỏi nghi ngờ, ông lấy cớ là đang có tang nên chưa thể đi được. Khi quân lính nhà Minh về rồi, ông liền bảo mọi người rằng bậc trượng phu sinh ở đời phải cứu nạn lớn, lập công to, lưu lại tiếng thơm ngàn năm sau, sao lại chịu hèn nhát để cho người sai khiến. Từ đó, ông cư ngự ở nơi núi rừng và tập hợp hào kiệt về. Đầu năm Bính Thân 1416, trang trại của Lê Lợi ở Lam Sơn tấp nập những nghĩa sĩ. Họ từ miền Bắc kéo vào, từ Nam kéo ra, tất cả đều đến xin làm môn khách cho Lê Lợi vì họ nghe tin Lê Lợi sắp khởi nghĩa đánh giặc Minh. Trên đỉnh núi đồi đá có một khoảng đất rộng gọi là Lũng Nhai. Lê Lợi cho đắp ở đó một đài cao có cắm cờ chung quanh. Giữa trưa, Lê Lợi dẫn đầu một đoàn 18 nghĩa sĩ thay mặt cho hàng trăm môn khách tới đài cao làm lễ tế cáo trời đất. Sau đó, Lê Lợi đứng giữa đài cao lớn tiếng đọc: trại chủ Lam Sơn là Lê Lợi cùng các nghĩa sĩ họp nhau tại đây, xin thề cùng chung một lòng đứng lên đánh đuổi giặc Minh, cứu dân cứu nước, sống chết có nhau. Ai sai lời thề sẽ bị trời tru đất diệt. Ai nấy đều giơ cao tay lên cùng hô to: xin thề. Dứt lời thề, mọi người lần lượt vào múc mỗi người một chén rượu cùng uống để tỏ lòng cương quyết giữ trọn lời thề. Một hồi chiên trống vang lên chấm dứt buổi lễ, tuy đơn giản nhưng rất trang nghiêm. Sử đời sau gọi buổi lễ đó là hội thề Lũng Nhai. Ngày hôm sau, 18 nghĩa sĩ như Lê Lai, Lê Sát, Trịnh Khả, Lê Liễn, Bùi Quốc Hương, Lê Thận chia nhau đi rèn đúc khí giới. Họ luyện tập nghĩa quân ở trong khu rừng già để tránh bọn tay mắt của nhà Minh. Tuy vậy mà tên tham chính Thanh Hóa là Lương Nhữ Hốt cũng đã biết tin. Y liền đến báo với viên quan nhà Minh là Mã Kỳ. Mã Kỳ kêu căng trả lời: cứ để cho chúng họp lại thật đông rồi ta vây đánh một thể là tận diệt được bọn phản loạn. Mùng 2 Tết năm Mậu Tuất 1418, Lê Lợi mặc áo vàng, cưỡi voi tới chân núi Dầu, họp cùng mấy ngàn nghĩa quân và các nghĩa sĩ để dựng cờ khởi nghĩa. Các lực sĩ cầm kiếm đi hộ vệ hai bên, trông rất uy nghiêm, hùng dũng. Lê Lợi rời voi, bước lên đài cao, rút kiếm trỏ lên trời nói: thuận theo ý trời, đáp lại lòng dân. Từ nay, trại chủ Lê Lợi sẽ lấy hiệu là Bình Định Vương và cùng các ngươi cương quyết đánh giặc Minh cho tới ngày toàn thắng. Nghĩa quân vây quanh cùng lên tiếng dạ vang trời. Thời kỳ hoạt động ở vùng núi Thanh Hóa là giai đoạn khó khăn nhất của cuộc khởi nghĩa. Trong thời gian đầu, lực lượng của quân Lam Sơn chỉ có vài ngàn người, lương thực thiếu thốn, thường chỉ thắng được vài trận nhỏ và hay bị quân Minh đánh bại. Cuộc khởi nghĩa mở đầu đúng như Nguyễn Trãi viết trong Bình Ngô Đại Cáo. Vừa khi cờ nghĩa giấy lên, chính lúc quân thù đang mạnh, tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Bình Định Vương truyền thịt đi khắp mọi nơi để kể tội giặc Minh tham tàn độc ác. Rồi Vương lại nêu rõ mục đích của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là để cứu giúp dân lành và đánh đuổi quân cướp nước ra khỏi bờ cõi. Việc đánh giặc Minh tuy là thuận theo ý trời, hợp lòng người, nhưng lúc đầu quân lính, lương thực mọi thứ đều còn thiếu nên không đủ sức chống lại giặc. Khi mới ra quân, tuy có thắng vài trận ở Lạc Thủy, nhưng rồi Bình Định Vương lại phải rút về vùng núi Chí Linh. Đến ngày 16 tháng Giêng năm 1418, có tên phản bội tên là Ái, không rõ họ, dẫn đường cho giặc đi lối tắt, đánh úp đằng sau Vương, bắt mất gia thuộc của Bình Định Vương và rất nhiều vợ con của quân dân. Giặc Minh định dùng vợ con Vương làm áp lực để buộc Vương phải ra hàng. Được tin này, Vương tuy rất buồn, tuy nhiên vì vực nước, Vương đành phải gác tình nhà qua một bên. Tháng 4 năm Kỷ Hợi 1419, Bình Định Vương lại ra đánh đồn Nga Lạc, giết được tướng Nguyễn Sao, chém được 300 thủ cấp. Vì quân còn ít, đánh lâu không được, Vương lại phải rút về Chí Linh lần thứ hai. Quân Minh kéo vây chung quanh núi, quyết bắt sống Bình Định Vương. Vào mùa đông tháng 10, Vương nghe tin quân Minh sắp đến, đặt mai phục ở bến Bổng chờ giặc, chém giết quân giặc nhiều vô kể, bắt được hơn 100 con ngựa. Vương cho nghỉ quân ở Mường Nanh, rồi lại dời đến đóng quân ở Mường Thôi. Tên Đồng Tri Châu, Quỳ Châu là Cầm Lạng dẫn bọn Lý Bân, Phương Chính đem hơn 10 vạn quân theo đường Quỳ Châu đến thẳng Mường Thôi. Bình Định Vương phục kích chúng ở Thi Lan, Bân và Chính chỉ chạy thoát được thân mình.
Đến tháng 12, Vương Tiến Quân đóng ở Sách Ba Lẫm thuộc huyện Lỗ Giang, khiêu khích cho giặc ra đánh. Tướng giặc là bọn Đô Ti Tạ Phương, Hoàng Thành bỏ đồn Nghe Lạc về giữ trại Quan Du để phòng bị cho Phành Tây Đô, cố giữ không ra đánh. Vua ngày đêm dùng nhiều cách tiến công uy hiếp để giặc mỏi mệt, rối loạn. Lại sai Lê Sát, Lê Hào chia nhau tiến đánh cả phái bọn giặc, chém được hơn 1000 thủ cấp, thu được rất nhiều chiến cụ, từ đó thế giặc ngày một suy. Vương bèn chiêu tập nhân dân các xứ, các huyện bên cạnh đều sôi nổi hưởng ứng, cùng nhau tiến đánh và uy hiếp các đồn giặc. Quý vị vừa theo dõi phần mở đầu của diễn biến lịch sử cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trong chương trình tiếp theo, Phan sẽ gửi đến quý vị những thắng lợi to lớn của khởi nghĩa Lam Sơn sau khi Lê Lai liều mình hy sinh cứu Chúa. Mong quý vị cùng góp ý với chương trình để có thêm nhiều tư liệu lịch sử chính xác về dân tộc mình. Mọi đóng góp xin gửi về vietweb@rfa.org. Phan xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong phóng sự kỳ tới.